cái là ở đây ruộng nhiều hơn. Có bên cái dạp cống á, cái nhà nhiều hả? Nhà nhiều. Đường này là ngoài của đông dân cư không? Mình đạp được 90. Mà khu này như là nó không cho các nhà đúng không? Mà cho các nhà nó gom lại được mớ tiền đầu cư. Không có, bây giờ nếu mà nó muốn cất nhà là nó phải làm một con lộ, lộ gọi là của cái tuyến dân cư á, riêng chứ không, cái tuyến này là nó không có cho xe trong tuyến dân cư mà đâm ra nhập cái đây. Ok, cái còn đường này là chỗ nào anh? Đường này Tân Việt Hòa nè. À, bên là Tân Việt Hòa, bên Tân Việt Hòa ra bên phường mấy nè? 6. Chứ tưởng đâu mà bắt từ trên phố Cao Lãnh mà chạy vòng xuống An Bình rồi mình lên cầu được là... Nhưng mà từ chỗ Cao Lãnh đúng không? Nhà là Cao Lãnh. Giờ mình đi đường này, đường xuống An Bình vòng lên lại gần hơn. Đúng rồi, gần hơn. Còn nếu mình chạy ra ngoài Tân Việt Hòa lằng ngoằng nó vừa xa mà xe nó vừa đông á thì chậm hơn. Cái đó là chỉ dành cho xe nhỏ thôi. Đúng rồi, xe nhỏ. Còn này nó chỉ có lắc cái cục này không à, nhìn cục đó lắc không à, đường là không lắc à. Đây là cầu Cao Lãnh, đường lên cầu Cao Lãnh, thấy là nó cao rồi đó. Đường này mình quên coi là nó dài bao nhiêu cây số nữa. Chạy trên đường này nè, đi Minh Lương, bữa đó là cái ngày mà ông Hiếu ông nhận nhiệm sở mới á, cái gì dục tượng á. Chàng ơi, lần đầu tiên đi là lúc đó là vừa xong cái này luôn đó. Đi tới đó mà mình tưởng đâu mình đi lộn đường thôi, tại đường lúc đó là mới vừa thông xe mà đâu có nhiều xe chạy đâu, mà chạy hoài. Mình sợ là đi lộn đường, chưa đi lần nào đúng không ạ? Google Maps nó cập nhật nha.
có, nó có cập nhật và cái tâm lý mà nè. Cầu Cần Thơ là có cái hầm nha, dưới gốc cầu có cái hầm, mà hầm nó ngập cả ba tấc nước chứ. Hôm đó chiếc nô 4 mình mới chung với mà chút xíu kẹt đi luôn, không có cái co bô ủng chút xíu kẹt dưới đó. Mà tháng nắng á, tháng cả đó tháng mưa rồi. Bởi vậy mấy ông Việt Nam làm cái không có tính trước được mấy cái đôi không ha.